À, xin chào quý vị đã đến với chương trình trực chuyển TV. Thì có thể nói là năm nay là một năm hết sức là đặc biệt khi mà cái nạn Covid-19 á, nó đã làm cho các cái nền kinh tế của các cái ông lớn trên thế giới bị chao đảo rất là dữ, thậm chí là nhiều nước bị phát triển âm nữa. Ngay cả những cái nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ hay là châu Âu hoặc là Trung Quốc hay là các nước ở trong châu Á thì trong thời gian gần đây đã có những cái dấu hiệu khôi phục. Ví dụ như trong cái Trung Quốc đi, người ta thấy rằng cái nền kinh tế của đại lục Trung Quốc đó đã tăng trưởng trở lại trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì cái khối mà gọi là doanh nghiệp mà tư nhân đó thì cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề, và có thể nói là cái sự khôi phục của nó rất là khó. Cộng với cái làn sóng là cái việc mà đấu đá trong cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ á, có khá nhiều các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã bắt đầu á có những cái chương trình để mà di dời ra khỏi Trung Quốc. Chính vì cái điều này á, thì làm cho các cái đối tác mà tư nhân ở Trung Quốc khi mà hợp tác với các cái doanh nghiệp theo kiểu đóng vai trò là vệ tinh đó, họ rất là khó khăn. Và ngay cả Nhật Bản cũng vậy, Nhật Bản cũng phải chịu một cái đòn mà người ta nói gọi là đòn kép kinh tế trong cái việc mà trước đó đó thì họ bị trong cái nằm kẹt giữa cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc. Thì Nhật Bản họ cũng bị ảnh hưởng bởi vì họ chịu khá nhiều trong cái chuỗi cung ứng hàng hóa của Trung Quốc, và bây giờ thì bị dịch tấn công. Cho nên là ở bên Nhật Bản bị ảnh hưởng rất là nặng, và Hàn Quốc cũng vậy. Hàn Quốc thì người ta nói là có thành công trong cái việc mà đưa ra các cái chính sách hay cái kiểu cách để mà khống chế các cái dịch bệnh lây lan á, nhưng mà Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng gọi là suy thoái kinh tế, và đó là một cái tình trạng chung, cho nên Hàn Quốc không thể nào mà né tránh được. Và ngược lại đó thì ở bên Ấn Độ cũng vậy, vẫn đang gặp phải những cái thách thức rất là lớn khi mà đang vật lộn với cái sự mà gia tăng các cái ca lây nhiễm, và bây giờ họ phải đối phó với cái tình trạng đó, và cũng đang hứng chịu rất là nhiều các cái sự mà suy thoái kinh tế của cái đất nước của họ. Thì nói chung là tất cả các cái nước ngay tại Hoa Kỳ thì chúng ta đã biết rồi, trong thời gian đóng cửa nền kinh tế rồi, nhiều người dân được cái hưởng cái trợ cấp thất nghiệp quá nhiều đi, chính vì cái điều đó làm cho họ có cái sức chây lì, và nhiều cái khu vực vẫn còn cái kiểu đấu đá chính trị, người ta cũng chưa muốn trở lại làm việc. Do đó thì cái sức mạnh mà tập trung cái tất cả các nguồn lực của nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn chưa trở lại giống như xưa. Và trong bối cảnh đó thì ở Việt Nam đó, có thể nói là cái bức tranh kinh tế của khối ASEAN thì nó vẫn cái giống giống như vậy, nhưng mà nổi lên ở Việt Nam người ta thấy các cái chỉ số về tăng trưởng đó thì phải nói là trong cái thời gian gần đây là nó đạt là 1.8 về cái phát triển tăng trưởng GDP trong cái nửa năm năm 2020. Thì chính vì điều này nó phát triển dương nó đã hiếm rồi, mà Việt Nam phát triển 1.8 nữa thì cái đó cũng là một cái số liệu làm cho rất là ấn tượng. Thì theo như là cái ngân hàng mà lớn của Anh đó, là cái ngân hàng mà HSBC đó, thì có đưa ra những cái đánh giá, và những cái nhà nghiên cứu của cái ngân hàng này thì xác định rằng cái tăng trưởng GDP của Việt Nam đó sẽ đạt cái mức là cuối năm nay là đạt 2.6% theo cái cả năm 2020. Thì thật ra thì cái dự báo đầu tiên của họ đưa ra đó là tính rằng Việt Nam năm 2020 có thể là đạt tới 3 chấm. Tuy nhiên thì bây giờ thì họ giảm bớt, họ nói rằng cho 2.6. Và dự kiến là cái mức của năm 2021, tức là năm sau, thì thật ra thì nó nói là giống như là Việt Nam là một cái đất nước trở thành một cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và sau Trung Quốc thì bởi vì trong cái việc mà san sẻ cái chuỗi cung ứng đó đó, người ta đang muốn đa dạng hóa các cái chuỗi cung ứng, thì Việt Nam coi như là một trong những nơi để mà được các cái nhà đầu tư của quốc tế họ chọn lựa. Và chính vì cái điều này đó thì người ta nói năm 2020 thì Việt Nam bị đè nén, và giống như một cái lò xo nó bị thun lại, và năm 2021 khi mà các cái nhu cầu của thế giới nó tăng trưởng lên thì ở Việt Nam sẽ bung ra, và cái tăng trưởng của năm 2021 có là đã bùng nổ, và họ dự đoán rằng cái tăng trưởng đó đó có thể là trên chấm 8 chấm. Thì hồi trước giờ Việt Nam chưa bao giờ lên tới trên 8 chấm cả, nhưng mà lần này họ dám đưa ra một cái dự đoán á,
là năm 2021 cái kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 8.1 trở lên, thì đó là một điều khá là bất ngờ. Thì nhiều người phản biện thì họ nói rằng có lẽ là cái ngân hàng HSBC nhiều khi họ có cảm tình với Việt Nam, cho nên là họ đưa ra những cái thông báo cho cái kiểu là lạc quan, cho Việt Nam uống nước đường cho vui các thứ này kia nọ. Nhưng mà rõ ràng là những cái nhà nghiên cứu kinh tế đó của cái ngân hàng HSBC họ đưa ra, họ nói rằng là họ dựa theo rất là nhiều các yếu tố. Thí dụ như là chính phủ Việt Nam đã có những cái nỗ lực to lớn trong các cái vấn đề gì, từ cải cách chính trị, cải cách hành chính, từ các cái vấn đề mà chủ động trong, nhất là trong cái việc mà khống chế các cái dịch bệnh, và người ta tin tưởng rằng các cái hoạt động đó nó làm cho cái việc mà lây nhiễm nó không có gia tăng ở bên ngoài, và cái số người chết cũng rất là hạn chế, và làm cho cái sự tin tưởng của các nhà đầu tư. Thì các nhà đầu tư bây giờ họ rất là mệt mỏi ở những cái khu vực khác trên thế giới, thí dụ như ngay tại Hoa Kỳ đi nữa, thì cứ bữa nay đóng cửa, ngày mai lại hạn chế, ngày mốt thì phải thực hiện các biện pháp là đi đứng cách ly như thế này như thế kia, thì họ cảm thấy nó rất là khó khăn. Có những cái lúc mà những cái nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ, ví dụ như ông, chúng ta nhớ sự kiện ông chủ của công ty Tesla còn thậm chí là nói là sẽ dời các cái hãng xưởng ra khỏi bang California nếu như mà không cho các cái công nhân trở lại làm việc, và tạo ra một sự khó khăn cho cái việc phát triển kinh tế của họ. Trong khi đó thì ở thị trường của Việt Nam thì hiện giờ được cho rằng là khống chế dịch rất là tốt. Và điều này thì người ta nói là năm 2021 thì với cái đà phát triển đó, với cái cung cách mà Việt Nam đang thực hiện cái việc mà khống chế dịch đó, mặc dù là có sẽ mở cửa nền kinh tế, sẽ đón các cái khách nước ngoài, sẽ mở lại các chuyến bay thương mại để đón các cái nhà đầu tư, đón các cái chuyên gia. Tuy nhiên thì cái cách mà cách ly 14 ngày rồi cách khám nghiệm, xét nghiệm và truy tìm các thứ thì người ta nói rằng cái sự mà lây nhiễm ra bên ngoài nó sẽ yếu. Ngay cả năm tới mà chưa có dịch, dập hết dịch đi nữa thì cái kinh tế của Việt Nam vẫn phát triển. Và có thể nói rằng là chúng ta thấy các cái chỉ số về hoạt động kinh tế của Việt Nam hiện giờ cho thấy rằng một cái sự hồi phục rất là mạnh mẽ, và có khả năng nó sẽ tăng còn cao hơn cái trước dịch nữa. Thì tình hình hoạt động mà xuất khẩu tăng hơn 7% trong cái tháng 7 và tháng 8, trong hai cái tháng này là một cái số liệu khá là ấn tượng. Và cái hồi năm rồi đó, trong hai cái tháng 7 tháng 8 tăng không có nhiều, nhưng mà năm nay đó người ta tính là so với năm ngoái đó là tăng khoảng 7-8%, thì đây là cái điều khá là ấn tượng. Những cái sự mà tăng trưởng này thì nó chủ yếu nhằm vào những cái lô hàng như là máy tính, và nó bù đắp cho cái sự thiếu hụt của những cái mặt hàng truyền thống. Và trong cái thời gian dịch bệnh như hiện nay, thí dụ như người ta đã không có nhiều cái việc mà mua sắm trong cái lĩnh vực dệt may chẳng hạn, do đó thì có những cái mặt hàng khác có cái giá trị cao hơn nó bù đắp lại, và chẳng những nó bù đắp không mà nó còn tạo ra cái giá trị thặng dư tăng lên nữa. Thì cái báo cáo của ngân hàng HSBC có đưa ra và nói là Việt Nam là cái nền kinh tế ASEAN duy nhất và chúng tôi tiếp tục dự báo có tăng trưởng khả quan trong năm nay. Và đối với năm 2021, chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi do công nghệ dẫn đầu và cái đồng vốn FDI, và rất là kiên định. Chúng tôi kỳ vọng rằng cái nền kinh tế tăng trưởng của Việt Nam năm 2021 sẽ đạt mức 8.1%. Thì họ nói rất là rõ, và họ tin tưởng vào cái sự phục hồi của công nghệ dẫn đầu, một cái công nghệ mà Việt Nam được đầu tư khá nhiều trong thời gian ở đây. Có nhiều cái tập đoàn lớn của quốc tế đó đang muốn đầu tư những dụ cho công tập đoàn Samsung, chúng ta không nói rồi, trong cái chuỗi mà lắp ráp của cái iPhone á, cũng đang muốn xây dựng một cái dây chuyền sản xuất tại Việt Nam, bên cạnh những cái dây chuyền mà ở bên Trung Quốc, và cũng như là sẽ đầu tư ở bên Ấn Độ. Thì ở Việt Nam cũng được chọn rằng một trong những cái thị phần sản xuất rất là lớn, mặc dù hiện giờ thì Việt Nam đang chiếm cái tỷ trọng và xuất khẩu các mặt hàng mà họ bán chạy rất là chạy của họ, đó là cái iPod, là cái tai nghe. Nhưng mà tới đây thì Việt Nam có thể là lắp ráp thêm các cái iPhone nữa hoặc là iPad. Thì khi mà đầu tư vào các công nghệ mà gọi là công nghệ dẫn đầu đó, công nghệ tiên tiến đó, thì nó tạo ra giá trị rất là cao. Thì có thể nói rằng các cái chương, ngay cả ngân hàng HSBC không, mà trong cái chương trình gọi là phát triển của Liên Hiệp Quốc á,
UNDP thì cũng có cho rằng là cái thu hút vốn FDI của Việt Nam, FDI của Việt Nam á thì đã chậm lại so với cái trước đại dịch. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia rất là hấp dẫn đối với các cái công ty đa quốc gia đang vốn tìm kiếm các cái thị trường theo cái xu thế là đa dạng hóa các cái thị trường, các chuỗi cung ứng của thế giới. Bởi vì ở Việt Nam nó có những cái thu hút rất là lớn, như là trong cái tiền lương chẳng hạn, nhân công của Việt Nam khá rẻ so với Trung Quốc. Và ở Trung Quốc thì bây giờ cái tiền lương lên cao rất là nhiều và công nhân bắt đầu có những cái đòi hỏi làm cho giới chủ rất là nhức đầu. Và cái tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ đó làm cho Trung Quốc không còn là cái nơi mà các cái nhà doanh nghiệp và họ mong muốn ở lâu dài nữa. Và cái đầu tư trực tiếp của nước ngoài cho cái khu vực châu Á chắc chắn sẽ tăng cao. Và do đó cái điều mà Việt Nam cũng sẽ là một cái điểm chọn đến, bởi vì ở thị trường của Việt Nam là cách Trung Quốc chỉ có, người ta nói có mấy chục mai thôi, đi xe cộ đi qua lại với nhau rất là dễ dàng. Và ở Việt Nam có một cái dân số rất là lớn nữa, một cái thị trường lao động khá là dồi dào, một cái nước ổn định về chính trị, cho nên là người ta đánh giá rằng Việt Nam sẽ thu hút cái vốn đầu tư. Và trong cái ngân hàng mà UOB đó thì cũng có cái nhận điểm quan điểm và cũng xác định rằng cái nền kinh tế của Việt Nam sẽ có cái phục hồi mạnh hơn nữa ngay trong quý tư này luôn, năm 2020, chứ không phải là đến năm 2021. Và đối với cái ngân hàng thế giới thì chúng ta cũng hiểu được rằng là họ đã từng có những cái dự báo, thí dụ như là đây là trên cái trang World Bank á, họ có nói rằng cái Việt Nam thì chuyển đổi từ cái kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cái kinh tế thị trường đã giúp cho Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành nước có thu nhập trung bình thấp. Việt Nam hiện nay là một trong những quốc gia năng động nhất Đông Á Thái Bình Dương. Họ nói thẳng là Đông Á luôn, Đông Á thì gồm có kể cả Nhật Bản, có Hàn Quốc, có nhiều nước luôn á, chứ không chỉ là cái Đông Nam Á thôi. Và hiện nay đó thì họ nói là Việt Nam là nằm trong cái nước là có thu nhập trung bình thấp. Nhưng mà trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là trong cái bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng có nói về cái chiến lược và phát triển tới đây, và Việt Nam sẽ có những cái cột mốc để mà phát triển và sẽ đẩy Việt Nam qua khỏi cái mức gọi là thu nhập trung bình thấp và đi vào cái nhóm trung phát triển là trung nhập trung bình coi như là cao, và trở thành là một cái nước mà thoát khỏi cái bảy thu nhập trung bình luôn nữa trong một cái thời gian dài hơn. Thì đó là những cái mong muốn, và nếu làm những cái điều đó phải tập trung vào cái việc mà đầu tư trong các cái lĩnh vực mà có thế mạnh, tạo ra cái giá trị rất là cao. Thí dụ như những cái tập đoàn như chúng ta thấy nó như Samsung hay là những cái tập đoàn mà lớn, thì có thể nói là cái ngân hàng thế giới cũng có xác định rằng ở Việt Nam cũng sẽ có những cái sự phát triển cao trong năm tới. Và trở lại cái vấn đề của cái việc mà phát triển á, thì hiện giờ nhiều người họ đánh giá cái động lực mà để phát triển kinh tế của Việt Nam sớm đó là chủ yếu á, là nằm vào cái vấn đề xuất khẩu. Và cái số liệu mà thống kê cho thấy là 9 tháng đầu năm 2020 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 388 tỷ 7. Thì nó tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tức là trong 9 tháng so với 9 tháng trước đó nó đã tăng, mặc dù là đã chấp luôn 1 2 tháng trời là coi như là nền kinh tế không có xuất khẩu được châu Âu, không có xuất khẩu được qua bên Mỹ. Năm rồi thì Việt Nam xuất nhập khẩu được 517 tỷ, trong khi là đến tháng 9 này thì Việt Nam đã được gần 400 tỷ rồi. Thì Việt Nam còn 4 tháng nữa và người ta tính rằng thì có lẽ là cuối năm nay đó cái tốc độ nó sẽ vượt hơn so với năm rồi luôn. Và cái cán cân thương mại xuất nhập khẩu đó, hàng hóa cứ kiểu như là xuất siêu, thì hiện giờ đã ngay cái tháng 9 thôi cũng đã là 16 tỷ 9, tức nghĩa là cao nhất từ trước tới giờ. Hồi cuối năm ngoái thì Việt Nam chỉ xuất siêu khoảng chừng cả năm 2019 luôn, thì đáp ở cuối năm là 10 tỷ mấy thôi, chưa tới 11 tỷ, trong khi 9 tháng đầu năm thì Việt Nam đã xuất siêu là 16 tỷ 9, tức là số liệu rất là ấn tượng. Thì trong đó có một cái điều mà làm cho khả quan hơn đó là cái tỷ trọng mà xuất nhập khẩu là cái khu vực mà gọi là kinh tế trong nước đó đạt 71 tỷ 8 và nó tăng mạnh hơn 20% so với hồi năm rồi.
Tức là năm rồi thì cái tỷ trọng mà xuất khẩu nó nằm trong cái khu vực gọi là vốn đầu tư nước ngoài nó nhiều hơn. Nhưng mà năm nay đó thì cái lần trong 9 tháng đầu năm này cái khu vực kinh tế trong nước là đạt 71 tỷ 8 nha. Chúng ta thấy là cái số liệu rất là ấn tượng và nó tạo ra cái sự đa dạng hóa và cái sự mà chủ động hơn của các cái doanh nghiệp ở trong nước, và cái đồng vốn của không phải đầu tư nước ngoài nó đã bắt đầu phát huy các cái giá trị của nó. Còn cái khu vực mà có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô luôn và đã đạt được 130 tỷ. Trong đó thì nó đã giảm 2.9% so với cái hồi năm trước. Thì có thể nói rằng trong cái 16 tỷ chính mà xuất siêu đó thì cái con số đáng ghi nhận là cái sự đóng góp rất là lớn vào cái tốc độ tăng trưởng của 9 tháng đầu năm. Và cái kết quả xuất siêu này đó là do cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của các cái doanh nghiệp xuất khẩu ở trong nước. Các cái doanh nghiệp xuất khẩu ở trong nước bây giờ đó họ bắt đầu họ làm quen được với cái kinh tế gọi là toàn cầu rồi. Rất là nhiều các cái hiệp định mà Việt Nam vừa ký và thông qua đó, dù FTA đối với châu Âu hay là và trong cái thương mại kinh tế xuất khẩu đối với Hoa Kỳ, và bây giờ thì Việt Nam cũng đang mở ra một số những cái thị trường khác ở châu Phi hay là ở Trung Đông chẳng hạn. Thì các cái mặt hàng xuất khẩu truyền thống á, nó giảm. Thật ra thì chúng ta hiểu được rằng ở Hoa Kỳ các cái mà cái chữ mua sắm chẳng hạn, ví dụ như xuất khẩu mạnh về giày da hay là mặt hàng may mặc, nhưng mà thời gian năm nay bị ảnh hưởng rất là lớn, và chính vì cái sự mà không có mua sắm, nó tiêu thụ nó giảm làm cho các cái mặt hàng đó nó ảnh hưởng. Tuy nhiên thì các cái tăng trưởng kỷ lục vào các cái mặt hàng mới, thì đây là cái điều nó khá lạ, bởi vì cái giá trị gia tăng trong cái lĩnh vực cụ thể như là gạo chẳng hạn, thì trong 9 tháng đầu năm thì cái xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể nói là đạt 2 tỷ chín, tức là gần 3 tỷ. Đây là một con số liệu nó rất là ấn tượng. Và ngay cả những cái mặt hàng nông sản khác cũng vậy, nó có một sự đẩy mạnh hơn bình thường. Và bên cạnh đó thì các cái máy móc thiết bị, các cái linh kiện hay là các cái đồ nội thất hoặc là các cái đồ dụng cụ thể thao, đồ dùng cho vấn đề mà thể thao đó cũng đã xuất khẩu nó tăng trưởng rất là ấn tượng. Và trong cái bối cảnh kinh tế thế giới hiện giờ đang bị cái COVID-19 tiếp tục hoành hành, và các chuyên gia cho rằng cái việc xuất siêu của Việt Nam vẫn tăng, đó là cái dấu hiệu rất là đáng mừng và là một trong những cái trụ cột, có thể nói là cái bệ đỡ cho cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay, bởi vì nó sẽ cứu vãn được rất là nhiều thứ. Và tuy nhiên thì cái cơ quan chức năng họ nói rằng cần phải tạo điều kiện hơn nữa cho các cái doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam phát triển bằng các cái điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn về để mà với cái chi phí thấp nhất để mà đảm bảo được cái hiệu quả và cái giá trị của cái việc mà xuất khẩu, rồi đảm bảo được cái lợi thế cạnh tranh các thứ, đủ thứ chuyện hết. Và ví dụ như một cái Goldman Sachs á, là họ nhận định rằng á, họ có những cái báo cáo họ đưa ra và cho thấy rằng cái nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã là cái động lực lớn giúp cho nền kinh tế Việt Nam nó phát triển và hồi phục, đó là nhờ cái chính sách vĩ mô của nhà nước Việt Nam. Tức là có những cái thay đổi mà người ta cho rằng những cái thay đổi về cái chính sách về luật pháp đó nó đã phù hợp và nó khuyến khích cho cái việc làm đó. Thì Goldman Sachs cũng có cho rằng là trong cái chuỗi cung ứng về cái địa lý, cái đường biên giới của Việt Nam với Trung Quốc chỉ có mất 2-3 tiếng đồng hồ thôi lái xe từ ở phía Bắc, và cái đó là cái lợi thế của Việt Nam trong cái việc là linh hoạt quá các hoạt động xuất khẩu cũng như là nhiều cái lợi thế khác mà chúng ta cũng đã biết rồi. Thì có thể nói rằng những cái lý do mà Goldman Sachs đưa ra đó cho thấy là dự báo rằng cái triển vọng phát triển của Việt Nam tiếp tục sẽ được duy trì và sẽ được hồi phục và phát triển mạnh mẽ hơn nữa vào trong năm sau. Có thể nói rằng cái xuất khẩu Việt Nam sẽ đạt 180 tỷ vào cuối năm 2021 ha, với điều kiện là vaccine ấy, nó đặt, bắt đầu nó đã được triển khai ra bên ngoài. Thì thật ra thì hiện giờ chúng ta thấy là ở Việt Nam đó xuất khẩu thì có thể nói là cái bệ đỡ là xuất khẩu, nhưng mà xuất khẩu của Việt Nam dựa trên hai cái thị trường lớn nhất là ở bên Hoa Kỳ với ở bên châu Âu. Châu Âu thì bây giờ cái FTA đã được thông qua thì chắc chắn là trong thời gian tới người ta nói rằng cái kim ngạch nó sẽ được đẩy lên rất là nhanh. Và bên cạnh đó thì Việt Nam hiện giờ đó đang bắt đầu quay sang một số các thị trường mới, thí dụ như người ta nói là cái thị trường tiềm năng ở bên Trung Đông với châu Phi đó, đó là một cái thị trường
những cái giải pháp mà Việt Nam hướng tới trong cái thời gian tới. Cái thị trường này có đến 1 tỷ 6 dân và nó chiếm cái tỷ trọng cũng khá lớn cho cái việc mà xuất khẩu cho Việt Nam. Ở đây đó thì trong cái lĩnh vực này ở Việt Nam thì có cái thế mạnh để mà đầu tư vào cái lĩnh vực bên khu vực này, ví dụ như trong nông nghiệp, trong vấn đề năng lượng hay là vấn đề giao thông vận tải hay là lao động hay là các chuyên gia, thì Việt Nam có những cái thế mạnh trong cái việc mà hợp tác đối với những khu vực đó. Và nói rằng đó, những cái mặt hàng như là nông sản hay là may mặc hay là giày da, thì những cái mặt hàng mà công nghiệp có giá trị khác như của Việt Nam thì cũng có thể xuất khẩu vào khu vực này, như là máy tính hay là các cái sản phẩm điện tử, các cái linh kiện hay là các cái điện thoại di động hay là các máy móc thiết bị và thậm chí các cái đồ trang trí nội thất, ngay cả các cái được nông nghiệp nữa. Thì bên cạnh khai thác các thị trường truyền thống thì mở rộng phát triển thương mại đó, cái thị trường tiềm năng như Trung Đông và cái châu Phi đó sẽ là một trong những giải pháp mà Việt Nam sẽ tập trung hướng tới trong cái thời gian tới đây. Và chúng ta thấy rằng ngay cả Bộ Công Thương của Việt Nam cũng đánh giá rằng đó là những cái điều mà ở bên Trung Đông và châu Phi họ có các thế mạnh của họ, thí dụ như là cái nguồn tài nguyên chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt và các loại quặng. Thì đối với hàng lương thực, thực phẩm thì họ phụ thuộc chủ yếu vào cái việc nhập khẩu. Và Việt Nam thì có thế mạnh trong cái lĩnh vực này để mà có thể xuất khẩu cho họ, ví dụ như hàng lương thực, thực phẩm hay là hàng tiêu dùng các thứ đó. Nhưng mà ở bên các cái nước châu Phi hay ngay cả trong Trung Đông thì họ có hệ thống các cái chuỗi siêu thị hay là những cái chuỗi bán lẻ nó liên hoàn với nhau và họ trải khắp tất cả các cái quốc gia trong cái khu vực. Và chính vì cái điều này đó cho rằng là nếu như sản phẩm của Việt Nam chỉ cần lọt vào một trong những nước của cái khu vực đó thôi thì cũng có thể là có cái cơ hội để mà gia nhập vào cái chuỗi chung để mà phát triển ra tất cả các nước. Bởi vì họ có cái chuỗi đó sẵn rồi, khi mà hàng hóa đi vào thì có thể làm được phân phối nó trực tiếp ra tất cả. Và các cái kênh phân phối đó thì nó rất là mạnh. Và cũng phải nói thêm rằng là cái thị trường này á, họ có cái nhu cầu hay nói chung là cái đòi hỏi của nó thì nó dễ tính hơn theo so với các cái thị trường của châu Âu hay là thị trường của Hoa Kỳ. Người ta nói là cái nhu cầu, ví dụ như Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rồi đó, ví dụ xuất khẩu về nông sản thì họ phải có cái sự kiểm dịch theo cái yêu cầu là cái chất lượng GAP chẳng hạn, hoặc là trong rất nhiều các cái việc khác cũng vậy nữa. Ngay cả châu Âu họ cũng có tiêu chuẩn giống nhau. Chính vì cái điều đó đó, người ta cho rằng khu vực của châu Phi và khu vực trong Đông á, hoặc là trong cái thị trường mà xuất khẩu qua Trung Quốc, chúng ta thấy là họ không có đòi hỏi gì hết, họ cứ đến và đặt hàng, những cái người dân Việt Nam cứ sản xuất và thậm chí là thu mua rồi họ nhận hàng thôi, họ không cần kiểm dịch gì nhiều. Trong khi đó thì ở Hoa Kỳ nó khác. Và người ta nói rằng cái việc mà dễ dãi như thế nó sẽ là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam. Nó sẽ dễ dàng hơn trong cái việc xuất khẩu, tránh đi các cái việc loại bỏ vô lý giống như là thị trường khó tính. Nhưng mà những người mà họ khắt khe hơn thì họ nói là dù gì đi nữa đó thì ở Việt Nam khi mà xuất khẩu sang cái khu vực châu Phi hay là khu vực mà của Trung Đông thì gặp cái sự cạnh tranh rất là lớn, ví dụ như là anh Trung Quốc, anh Ấn Độ thì họ cũng đầu tư, họ phát triển cũng khá mạnh trong cái lĩnh vực này, họ xuất khẩu rất là nhiều, ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực này kia. Rồi bên cạnh đó thì còn có thí dụ như là các tiểu vương quốc Ả Rập hay thậm chí là như Thái Lan chẳng hạn, thì họ cũng khá mạnh, họ cũng xuất khẩu nông sản, họ cũng làm hàng tiêu dùng, những cái gói mì hay là những cái trái cây của họ cũng gạo thóc các thứ. Thì Việt Nam muốn mà cạnh tranh với cái khu vực này đó, không chỉ là bán giá rẻ thôi mà Việt Nam còn phải đầu tư vào cái lĩnh vực mà nó mang tính chất là nâng cao các cái chất lượng nữa. Do đó nếu mà dễ dãi quá trong cái vấn đề mà tiêu chuẩn á, để mà nói rằng cái thị trường này nó dễ tính rồi mình có thể là làm mà không có chú trọng vào cái chất lượng, thì điều đó nó sẽ làm cho cái mất uy thế của cái hàng hóa của Việt Nam. Và một khi đã mất uy thế rồi thì bán ví dụ cũng gói mì gói nhưng mà nó ăn không có ngon, nó không có chất lượng, hoặc là nó mau hư mau móc gì đó, thì người ta sẽ không bao giờ chọn cái món hàng đó, thay vì họ mua món hàng của Hàn Quốc hay là của bên Trung Quốc hay là của Thái Lan chẳng hạn. Thì ở các cái nhà mà nghiên cứu về kinh tế đó, họ nói rằng Việt Nam cần phải đẩy mạnh và phải tập trung vào cái chất lượng hàng hóa nếu muốn chiếm lĩnh trong cái thị trường này. Chứ
nếu mà không có tập trung vào cái hàng hóa mà đi đi theo các cái số lượng thì chắc chắn là chỉ là ăn sổi ở thì thôi, và sau một thời gian có thể bị loại trừ những cái hàng hóa đó. Mặc dù nó dễ tính thiệt nhưng mà người ta vẫn cứ mong muốn là tìm những cái hàng hóa chất lượng. Thí dụ như ngay thị trường ở Việt Nam trước kia thì hiện giờ chúng ta thấy là có rất là nhiều các cái món hàng như là đồ hộp đó, trong cái cá mồi chẳng hạn, nhưng mà người ta nói là cái cá mồi Maroc người ta vẫn tin tưởng hơn, và người ta thấy là đó là một cái tên tuổi rồi, họ tự nhiên là họ họ phải chọn lựa thôi, trong khi là cá mồi của Thái Lan, của Ấn Độ, của Indonesia, ngay cả Việt Nam cũng làm cá mồi hộp, nhưng mà cũng cái cá mồi hộp nhưng mà của Maroc thì người ta lại chọn. Thì đó là một cái điều đó gắn liền với tên tuổi của từng cái quốc gia và từng cái món hàng. Ví dụ như bây giờ mình nói ăn mì gói của Thái Lan chẳng hạn, hoặc là họ nói là ăn mì udon của Nhật Bản hay là, thì thật ra đó là cái điều nó gắn liền và cái chất lượng phải đảm bảo. Thì có thể nói là các cái doanh nghiệp mà người ta tính rằng á, cái vị trí địa lý của khu vực châu châu Phi đó với khu vực mà Trung Đông, có thể nói là nó chiếm cái diện tích rộng tới 36 triệu km vuông, trong đó thì có 1 tỷ 6 triệu người, và bây giờ thì cái xu thế kinh doanh nó phải đa dạng hóa, và Việt Nam phải trải rộng, và hiện tại đó là cái sự đầu tư đó và cái sự xuất khẩu bây giờ cái khu vực này Việt Nam cũng bắt đầu là đẩy mạnh lên thôi, chứ họ trước tới giờ cũng chưa có làm nhiều, và Trung Quốc họ cũng có những cái chiến lược như thế, họ đầu tư vào cái khu vực đó, bởi vì trong cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và họ bị ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên họ phải tìm các thị trường mới, họ đầu tư vào khu vực này. Họ trước là nói là cái khu vực này nghèo, những người dân có thu nhập thấp và người ta làm ăn họ không có khả năng mà tiêu thụ cao đó. Tuy nhiên thì với cái dân số như thế thì chúng ta thấy rất là ấn tượng. Nhưng mà có những cái cảnh báo cho các cái nhà mà đầu tư của Việt Nam, các cái doanh nghiệp của Việt Nam khi mà làm ăn với cái thị trường này cũng phải hết sức kỹ lưỡng, bởi vì họ có những cái sự gian dối chẳng hạn, bởi vì nó còn tranh tối tranh sáng và những người đó họ làm không có chuyên nghiệp. Thí dụ như cái khách hàng mà họ đặt hàng cho Việt Nam thường thì họ mua theo cái kiểu mà giá ship á, tức nghĩa là bán hàng phải giao tận cảng ở bên đó rồi mới bắt đầu thu tiền, thậm chí là họ đặt hàng mà họ không mở NLC đó thì cái việc mà đảm bảo cái việc thanh toán nó cũng có khi nó bị vi phạm, và nếu họ không có đủ các khả năng, cho nên là họ thường đặt hàng cho những cái khách hàng nó yêu cầu theo cái kiểu là giao hàng trước và nhận tiền sau, nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng ta thấy đã phát hiện rất là nhiều các cái trường hợp mà thậm chí bên Trung Quốc họ cũng bị là giấy tờ họ làm giả, và có những cái chứng nhận, có những cái giấy tờ đóng mộc luôn của cả các cái ngân hàng đã chuyển giao tiền rồi, nhưng mà số tiền nó không bao giờ vào cho phía bên người bán cả. Và nhiều nước ở trong khu vực châu Âu thì cũng không có cái sự mà coi như là ở Việt Nam không có các cái đại sứ quán bên đó chẳng hạn, hoặc là cái việc mà bảo vệ bảo hộ nó cũng mang tính chất nó rất là khó khăn. Chính vì cái điều này đó, có nhiều cái thông tin và nhiều cái báo cáo nói rằng là khi làm ăn đến khu vực mà nó không ổn định, thật ra chúng ta thấy một cái tiêu chuẩn đó xuất khẩu nó dễ dàng thì nó đi kèm với nó rất là rủi ro. Thí dụ như ở Hoa Kỳ họ khó khăn, ở châu Âu nó khó khăn, nhưng mà cái việc làm ăn một khi đã tin tưởng rồi, một khi đã đi vào cái guồng rồi thì chắc chắn một điều người ta rất là coi như uy tín, chứ không có bị những cái trường hợp như thế này. Và những cái trường hợp như thế này chúng ta thấy là đã xuất hiện khi mà làm ăn với các nhà thầu của Trung Quốc, hay là khi làm ăn với các cái thương lái của Trung Quốc thì thường bị bẻ chĩa. Và với cái nhận định của cái ngân hàng thế giới hay ngân hàng mà HC, cái ngân hàng của nước Anh đó, thì chúng ta thấy rằng HSBC thì cho thấy rằng cái nền kinh tế của Việt Nam sẽ cái tăng trưởng nó sẽ tăng cao trong năm 2021, và cái điều này sẽ đẩy lên cái vấn đề là cái GDP của cái đầu người cũng sẽ tăng lên. Thì thật ra đó, cái GDP không phải là một cái tiêu chuẩn duy nhất hay là một cái tiêu chuẩn mà cơ bản quan trọng. Bây giờ thì cái kinh tế, cái xã hội của thế giới họ phát triển, họ đánh giá nó khác đi so với trước kia, không chỉ cái thu nhập bình quân đầu người không nữa, mà nó còn những cái tiêu chuẩn khác, ví dụ như tiêu chuẩn về an sinh xã hội, tiêu chuẩn về cái quyền tự do của con người, tiêu chuẩn về cái tự do kinh tế, về cái thể chế nó dễ dàng, hay là cái môi trường quản lý nó trong sạch,
cái bộ máy nó tránh cái cồng kềnh, không có cái tham nhũng các thứ này kia cái nọ. Thì ở Việt Nam người ta nói rằng cái thu nhập GDP đó thì nằm ở cái mức là dưới 3.000, khoảng 3.000, nhưng mà những cái chỉ số khác thì đang có những cái sự tiến triển rất là tốt. Và chính vì cái điều này xác định rằng á, cái quy mô GDP của Việt Nam thực ra thì nó phát triển cao hơn bình thường, ví dụ như công tác bảo đảm an sinh xã hội nè, các cái và giảm nghèo, hay là về các cái vấn đề mà chăm sóc sức khỏe cho người dân, và các cái chỉ số ví dụ như ở Việt Nam bây giờ đã ông Nguyễn Xuân Phúc vừa qua cũng có nói là phải giảm bớt đi nữa các cái thủ tục hành chính. Và trong 10 năm vừa qua thì Việt Nam có cái việc mà giảm các cái thủ tục hành chính hàng năm có thể đem lớn cho cái lợi ích quốc gia lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng thì Việt Nam. Bởi vì cái việc mà giảm bớt cái thủ tục hành chính làm cho các cái doanh nghiệp họ thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì ở góc độ của các doanh nghiệp thì họ nói vẫn chưa 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 có thỏa mãn, họ còn muốn nó tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa. Và chính phủ của Việt Nam cũng nói rằng sẽ trong năm 2020 đến 2025 sẽ tiếp tục giảm các cái thủ tục đó nữa. Bởi vì các cái thực tế đó thì cũng có những cái trường hợp là người ta giảm bớt các thủ tục này nhưng mà lại đi sinh ra các thủ tục khác, nó sẽ làm thêm cái sự phiền hà. Thì bây giờ các cái sự mà chồng chéo như thế cũng phải được giảm bớt chứ. Báo cáo thì nói rằng đã giảm bớt ví dụ như là trong vòng 3, 4, 5 ngàn gì đó các cái thủ tục hành chính này kia nọ, nhưng mà cuối cùng họ nói là bây giờ cái thủ tục đi mà làm cái điều đó thì gồm có 4 bước, thì cuối cùng họ cải tiến là thành ra chuyển qua một cái thủ tục khác, đi vòng 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 cũng phải mấy bước, thì thành ra thì né cái đầu này nó đi bị vô cái đầu khác, thì những cái bất cập đó thì sẽ phải bị đẩy lùi. Và thậm chí như là trước đây cũng có nhiều cái ý kiến nói rằng là cái việc mà xây dựng pháp luật đó thì không để cho các cái bộ họ tự xây nữa, mà nên để giao cho phía bên quốc hội, và quốc hội phải có những cái cơ quan chuyên trách để làm những cái điều đó, chứ hạn chế bớt cho các cái vị nằm ở trong các cái bộ. Bởi vì bộ nào họ cũng muốn xây dựng theo cái kiểu họ có những cái quyền hạn hơn, hoặc là họ suy nghĩ theo cái kiểu lợi ích cho họ. Do đó những cái lợi ích chung có khi những cái tiếng nói bên ngoài họ thiếu khách quan và họ không có làm theo cái lợi ích chung chẳng hạn. Dĩ nhiên là họ suy nghĩ là lợi ích chung nhưng mà thực tế thì nó không mang lại bao nhiêu. Và bây giờ thì cái nhu cầu phát triển của Việt Nam nó gần như là coi như là nó mang cái chất sống còn rồi. Và cái cải cách thể chế, ví dụ ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói rất là nhiều trong vấn đề về cải cách thể chế, và cải cách thể chế là thay đổi cái hệ thống chính trị, thay đổi cái pháp luật, và nó tạo ra cái sự dễ dãi hơn và nâng cao các cái mức sống của người dân, không chỉ là vấn đề thu nhập không, thì trong cái môi trường sống nó đầy đủ hết, kể cả về khí hậu, kể cả về cái môi trường, kể cả về cái an sinh, kể cả về cái quyền này quyền nọ, kể cả về cái luật pháp đi vào các cái đời sống như thế nào, kể cả một cái sự mà chống tham nhũng, nó tại sao Việt Nam phải tập trung quá nhiều vào vấn đề chống tham nhũng, bởi vì đó là một trong những cái chỉ số gia tăng cái mức sống, gia tăng cái đời sống của người dân. Chúng ta đã thấy rồi, có rất là nhiều các cái nước ra trên thế giới nhiều khi họ cũng nằm trong cái nhóm là có thu nhập GDP khá nhưng mà những cái chỉ số khác của họ thì nó kém, và cái đời sống của người dân á, ở mảng này mảng kia, cái quyền tự do của họ có khi nó không có đảm bảo, và hoặc là nó bị phiến diện này cái nọ, thì đó là cái điều mà ngân hàng thế giới hay nhiều cái nước ở thế giới bắt đầu họ quay sang những cái tiêu chuẩn khác, và tất cả các cái tiêu chí về cái quyền tự do kinh tế, quyền tự do này quyền tự do khác, các cái điều kiện sống của người dân nó quan trọng. Tức là tôi lãnh 3.000 Mỹ kim một năm nhưng mà cái mức sống của tôi có thể nói là ở bên ở nước Anh có thể là lên tới 40.000 Mỹ kim mới có thể hưởng được, thì đó là cái điều mà người ta nói phải đánh giá thì cái mức độ cao như thế. Chứ ở những cái nước á, họ có thể là thu nhập cao nhưng mà cái quyền của họ về vấn đề quyền nhân sinh đó, hoặc là những cái tự do kinh tế nó kém. Thì thật ra ở Việt Nam đó bây giờ người ta vẫn thấy rằng là còn có rất là nhiều các cái việc mà thay đổi, thí dụ như trong lĩnh vực kinh tế, trong các cái hệ thống pháp luật, phải tạo ra các cái môi trường nó tốt hơn nữa, thì đó là cái nhu cầu mà chúng ta nghe phản ánh không phải là từ những người dân mà từ những người đầu tư, từ cái giới doanh nhân. Và chính vì cái sự thay đổi một chút thôi, chúng ta thấy là cái doanh nhân bắt đầu là họ sáng tạo hơn và họ có những cái
chủ động hơn. Ví dụ như khi mà cái EVFTA á, của châu Âu đã mở ra thì các cái doanh nghiệp của Việt Nam bây giờ họ nói là họ nắm bắt được, họ bắt đầu họ tìm tòi, và có nhiều doanh nghiệp đã đi bước đầu luôn, thậm chí là họ xuất khẩu những cái hàng hóa ra các cái thị trường đó. Thì nói với cái lĩnh vực kinh tế thì nó thật ra nó rất là nhiều các cái chi tiết, và chúng tôi chỉ muốn đưa cho quý vị một số những cái thông tin cho thấy rằng mặc dù cái Covid-19 như hiện nay, nhưng mà cái tăng trưởng của Việt Nam, cái xuất khẩu của Việt Nam thì nó bất ngờ đẩy lên rất là cao. Và người ta nói là cái sự mà xuất khẩu đó nó sẽ còn ổn định hơn nữa khi mà Việt Nam mở rộng thị trường, khi mà cái FTA đối với châu Âu được đi vào thực tế hơn, và khi mà cái kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu tăng trưởng trở lại thì cái việc mà xuất khẩu của Việt Nam nó sẽ đi vào cái thị trường nó còn nhiều hơn nữa, thì sẽ giúp cho cái nền kinh tế của Việt Nam nó sẽ làm bộc phát vào năm 2021. Thì thật ra như hồi trước đó, Trung Quốc họ phát triển họ còn tăng hơn nữa đó, họ tăng nhiều cái 9 chấm mấy, họ tăng 10 hơn 10 chấm luôn những cái lúc mà cao trào của họ. Thì những cái chỉ số đó người ta nói là nếu như Việt Nam có những cái thay đổi thuận lợi và có những cái sự tạo điều kiện thu hút vốn hơn nữa, thì cái sự mà phát triển hai con số đó là một cái điều hoàn toàn có thể làm được, bởi vì cũng là một trong những cái phân xưởng của thế giới, thì không có lý do gì mà nó không phát triển. Tuy nhiên cái điều đó nó lệ thuộc rất là nhiều vào các cái gọi là thượng trần kiến trúc hoặc là vấn đề mà pháp luật và vấn đề các cái thể chế và vấn đề những cái quy định gọi là thu hút đầu tư. Thì đó là những cái nhận định chung chung như thế thôi, và chúng ta sẽ trở lại những cái vấn đề như thế này trong những cái chương trình khác. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.